Xin chào các bạn, bản tiếng Trung cũng đã bắt đầu có sự kiện, đó là quốc khánh. Cũng giống như bản tiếng Anh rồi này. Đợt này là sẽ có sự kiện Red Draw Head cộng phụ, đó là KIO và TNC để bạn nào lên Mega TNC hoặc là Diamond KIO Grey lúc này cũng được. Hình ảnh của Mega TNC này. Đồng thời mở bán skin của Mega Rayquaza này. Skin của KIO. Skin của Raya. Đây là toàn bộ những sự kiện ở bản tiếng Trung hôm nay. có những gói quà này cái này cần nạp đây là gói skin này tất cả các skin của S cộng đều bán với giá 648 tệ tương đương với 99 đô ở bản tiếng Anh có sự kiện quay vàng này một sự kiện để kiếm vàng có sự kiện quay rune này nhưng mà đợt này toàn rune cùi mình cũng chẳng muốn chơi tiếp đến là sự kiện đổi đồ một cái khung mới một cái danh hiệu mới một cái avatar mới là của zone teon thì phải ev tiến hóa lên theo kiểu hệ điện một cái nhân vật mới này mình vừa nói hôm qua là cộng một phần trăm spatech Hòm chọn pokemon bậc S này thì bỏ đi rồi quá cùi rồi Dương chọn tức tỉnh đã. có cái này chắc cần phải lấy nhá đó là cái chip à, rune đỏ đợt trước cái mùa năm trước ấy mình đã tích lại các chữ này do đó đợt này mình còn chưa vào game thì mình đã đủ chữ rồi do đó các bạn nếu mà đợt này mà không chơi tức là không đổi hết tất cả những đồ ở đây thì bạn có thể tích và để năm sau có thể là sử dụng tiếp quan trọng đợt này là cái rune Rune đỏ thôi Mình cần một cái Rune đỏ để có thể uh, Dùng cho TNC của mình TNC của mình thì đã đang, đang có bốn cái Rune đỏ rồi Cần thiếu một cái nữa thôi Là bạn sẽ đủ để lên được 2.700 điểm Lúc đó bạn sẽ được cộng thêm 5% tất cả các chỉ số Giờ mình sẽ thử độ may Với cả cái Rune đỏ này Hy vọng là được cái xịn này Một cái phản đam Cảm thấy chán thật Nhưng mà thôi Nếu mà mình có thể lắp được cho nó thì cũng có Thấy được cái gì đây Cái nào cũng đã đỏ hết rồi Mà không thể thay thế được rồi Thôi cái này lại dùng cho con khác vậy Chán thật Cũng tương tự là nó sẽ có cái sự kiện uh, Mở Để lấy được các gói quà ở đây Chết rồi lại xui rồi Điều này lại mở hết rồi Đợt này lấy con Podium Hoặc Red này Với Thâu này được 100 kim cương bù lại Pass. Pass thì hầu như là mình làm hầu như lúc nào mình cũng làm rồi đợt này là xem mình làm full hết thì nó sẽ đến mốc bao nhiêu hiện tại mình đang đến được nó mốc 351 rồi cũng có luôn cái sự kiện thẻ tím này thẻ tím này thì mình sẽ ở bản tiếng chung nó đã đổi đến lại như là có thêm Pokemon bậc S này hiếm cũng này, có đổi này này nhưng con đây là mảnh của Pokemon bậc A các bạn có thể đổi bất kỳ ở trong này có thể đổi thêm được các món đồ như thế này nữa về sau thì mình cũng không cần cái bảo vật tím nữa thì mình mình nhiều lắm rồi điều kim cương sự kiện quay rune sự kiện quay chip và nạp về sau là con có cái sự kiện là có cái tính năng đó là sưu tập như thế này năng sưu tập này sẽ giúp cho các bạn là tăng thêm chỉ số cho Pokemon đồng thời cũng nhận được thêm nó là các cái kim cương hoặc mảnh vận năng đỏ. Mega TNC hiện tại mình đã được 50 trên 80 rồi. Sáng chủ nhật thì mình sẽ lên được nó. Bây giờ chỉ cần chờ thời gian thôi. Đợt này thì Mega TNC hôm qua vừa mới ra bộ skill mà sáng nay lại vừa bị chỉnh lại skill rồi. Cũng may hôm qua không vừa ngồi dịch lại. có cái sự kiện đó là đánh ngải con poly thâu này giống bản tiếng anh hôm qua mình đã review tất cả sẽ có kiểu như sáu cái ải này thì đến ngày hôm nay mình sẽ review nốt bản tiếng anh thì sẽ có đủ hết ải đầu tiên này Nó là đánh đánh thức tất cả các con dậy này nhưng mà lại không được giết chết con nào này thì các bạn cứ lấy sáu con yếu yếu xìu đánh từng con một để làm nó thức dậy là được và bạn sẽ vượt qua ải này rất là đơn giản đến này thứ hai này ảnh thứ hai thì không nên xài một vài con Đây Này, này phải đánh những con mà có cái vòng xoáy ở bụng theo chiều hướng kim đồng hồ trong này chỉ có hai con thôi là không có theo chiều hướng kim đồng hồ đó nhưng mà mang theo mấy con mạch này đi cũng nguy hiểm thật thực ra mình biết đánh những con nào rồi nhưng mà chỉ sợ đánh chết hai con kia thôi. thế là đã qua rồi, đấy. còn lại hai con là có cái vòng xoáy bục theo chiều hướng ngược kim đồng hồ thì không đánh. còn đến ai thứ ba, ai thứ ba thì rất là dễ rồi, đó là đánh những con nào mà đánh con nào mà mình không chọn, nó sẽ cho bà, bạn chọn một trong hai con. thì mình chọn con ở dưới là con màu xanh, thì mình sẽ tập trung đánh vào con màu xanh dương này để cho nó chết là được thế là qua ải. Ba ải đầu tiên qua rất là dễ. Xong, nhiệm vụ. Tiếng Trung cũng có sự kiện 7 ngày lễ hội này. Với bản tiếng Anh thì đến ngày thứ hai các bạn sẽ có được sự kiện Red Draw của HS+ đó là Ray à, quên Đúng rồi đây qua ra với cả Radon thì các bạn có thể lấy được nó với cả giá kim cương rẻ hơn. Đợt này thì bản tiếng Trung đang có sự kiện Red Draw của HS+ này thì mình không không cần nữa. Bởi vì mình cũng đủ để lên con Mega TNC rồi có sự kết đổi mạnh này mạnh đây toàn những con bậc S hiếm này thì mình có thể đổi nó được để lấy những con xịn hơn ví dụ con Cloister này chẳng hạn ảnh như thế này ảnh như thế này thì các bạn chỉ cần cho vào đúng một con thôi gấu băng như thế này chẳng hạn các bạn vào game và bạn khống chế con Tyranita như thế này rồi các bạn ấn uh, skip lại là xong bởi mục đích đó là để cho con uh, Sla King đánh chết con Tyrantita, mà Tyrantita thì nó có kháng tử rồi, nó nó, không, nó sẽ không chết mà nó sẽ đánh lại con uh, Sla King, chết thì coi như là xong trận chiến. Thì nếu các bạn muốn xem thì nó sẽ như thế này và kết thúc trận đấu. Thì các bạn chỉ cần đóng băng một con Tyrantita xong ấn Skip là coi như là vượt qua. trở lại đó là tiếp theo mình thấy cho con Tyrannita này, Shiny Mega Tyrannita này sẽ là một con ở đua bit sắp tới, đua bit sắp tới bản tiếng chung thì sẽ là tuần sau nữa. Tuần sau của bản tiếng chung sẽ là sự kiện uh, Lucky X rồi. Đến tuần sau nữa sẽ sự kiện Bit Thì con Tyrannita này thì mình nghĩ là không biết là có phải là Bit War hay không hay là sẽ tiến hóa lên từ con Tyrannita thường và lên được con Ash Greninja giống như thế này. Từ Greninja này, bởi vì là đợt trước thì trong một cuộc thảo luận của các mod với nhau thì một con S cộng mới lên tiến hóa lên từ con S ví dụ như là Tiranita hay là con chom chẳng hạn mình có nói đợt trước rồi ấy. thì đợt này là ra Shiny Mega Tiranita mục đích là để bổ trợ cho con Mega TNC bởi vì là con Shiny Mega Gengar này nó là một con thuộc dạng tấn công rồi này nhưng mà lúc mình xem cái phần duyên của con Shiny Mega Tiranita này thì nó cũng sẽ là một con dạng tấn công nốt cộng 7,5% tỷ lệ bổ kích mà hai con dạng tấn công ra liền một lúc thì có vẻ không ổn cho lắm do đó là mình nghĩ là có thể là con Tiranita này sẽ là tiến hóa Mega lên từ con Tiranita thường nhưng bây giờ nó có thêm được những shiny để cho nó hấp dẫn hơn chẳng hạn thì cũng giống như kiểu tiến hóa lên từ con Greninja lên Asgeninja sẽ thành một con khác đợt này thì hy vọng là con shiny Mega Tiranita này nó sẽ được tiến hóa lên từ con Tiranita thường chứ bây giờ mà mở bit mua của nó dạng shiny như này xong rồi đến lúc nào thì sẽ tiến hóa dạng mega của nó đợt sinh nhật game vừa rồi thì cứ 6 tháng thì phải hy vọng là cứ 6 tháng ra được một s cộng tiến hóa lên từ con bậc s thì lần này mình cũng hy vọng như vậy mình chờ đợi xem